Ngày 29 tháng 8, tại Bảo tàng Cần Thơ đã khai mạc triển lãm ảnh biển đảo Việt Nam đẹp và thanh bình, trưng bày chuyên đề âm thanh xưa, chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9. Triển lãm lần này trưng bày 70 hình ảnh là những bằng chứng xác thực về chủ quyền biển đảo Việt Nam, tiềm lực kinh tế, văn hóa và nét đẹp bình yên của biển đảo quê hương. Biển đảo Việt Nam với đường bờ biển dài trên 3.260 km, có hơn 3.000 hòn đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, biển đảo luôn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng. Vì vậy, việc trưng bày triển lãm chủ đề biển đảo sẽ giúp cho việc tuyên truyền, giáo dục cho giới trẻ và công chúng về bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương. Cùng với triển lãm ảnh về biển đảo, tại khu trưng bày chuyên đề Bảo tàng thành phố Cần Thơ còn có trưng bày chuyên đề âm thanh xưa. Tại đây trưng bày và giới thiệu 184 tư liệu, hiện vật và hình ảnh về các loại âm thanh từ thiên nhiên, cũng như các thiết bị âm thanh sử dụng trong đời sống. Các thiết bị âm thanh được trưng bày lần này là những thiết bị âm thanh trên mặt trận chính trị tư tưởng, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tiếng kèn, tiếng nhạc văn công, tiếng loa phát thanh đọc tin giải phóng, và những loại nhạc cụ như máy hát đĩa, các loại nhạc cụ xưa.